Chào các bạn. Tiếp nối những bài về lép ma trận thì bữa trước chúng ta đã có những cái video về là hướng dẫn phần cứng của một con lép ma trận, rồi chúng ta kết nối với vi điều khiển, rồi thứ hai con lép ma trận là thông qua IC giải mã và điểm đảo 2803. Rồi tôi đã hướng dẫn thêm một cái video mở rộng là bốn con lép ma trận nhưng mà vẫn dùng cái IC là giải mã 4 đường sang 16 đường. Kết hợp với lại IC2803 điểm đảo. Hôm nay thì tôi cũng là điều khiển bốn con lép ma trận. Tuy nhiên cái phần cứng hôm nay nó khác một xíu, có nghĩa là tôi không dùng IC giải mã nữa. Tôi không dùng IC giải mã mà ở đây tôi dùng IC là 74595. IC 74595 này là IC là dịch và chốt. Nó bên trong nó gồm có tầng thanh ghi dịch, nó phía tầng đầu tiên là tầng thanh ghi dịch, tầng thứ hai là tầng chốt, tầng thứ ba là tầng điểm ngõ ra. Cụ thể về con IC 74595 này thì chúng ta đã làm rất là nhiều những cái bài trước đó, ví dụ như điều khiển mở rộng lép đơn, điều khiển mở rộng kết nối các lép bảy đoạn, và tôi có hẳn một cái video giới thiệu về con IC hoạt động của IC 74595 này, thì tôi sẽ kèm theo. Bên ở dưới cái video này tôi sẽ có một cái link để cho các bạn coi lại cái video hướng dẫn con 74595 này. Nôm na con 74595 này nó là một cái thanh ghi dịch và chốt. Ngõ vào của nó là nối tiếp, ngõ ra của nó là song song và chúng ta có thể nối tầng với nhau. Ở đây có một cái ngõ vào nối tiếp là cái chân là DS là data serial là nối tiếp. Đó là ngõ vào nối tiếp. Một cái chân là đây là CSHCB là ship lock á, ship lock bool á là xung lock ngõ vào để mình dịch dữ liệu ngõ vào, mỗi lần có xung lock thì nó dịch vào. Thì tôi đặt lại theo cái tên của dataset chúng ta tra cứu là cái chân dữ liệu thì ngõ vào là DS thì đặt lại là chân sơ là serial ha data, còn cái chân là SHCB thì tôi đặt lại là SCK theo đúng cái dataset chúng ta đào cái dataset về hay đặt là SCK. Còn cái chân mà để mà nó tạo xung lock để nó lót dữ liệu từ tầng thanh ghi dịch chuyển qua tầng tầng chốt thì cái chân đó là STCB, thì tôi đặt lại là RCK cho nó giống như là cái ký hiệu bên cái file dataset. Như vậy cái dữ liệu ngõ vào của chúng ta khi chúng ta dùng cái con 74595 thì cái dữ liệu ngõ vào chúng ta sẽ là nối tiếp, chúng ta có một cái đường dữ liệu ngõ vào nối tiếp là chân sơ và cái hai cái xung lốc để dịch vào, dịch vào. Rồi chúng ta trong trường hợp này tôi chỉ dùng ba chân thôi, một chân dữ liệu ngõ vào nối tiếp, một chân là dịch xung lốc vào, một chân là để chốt chốt cái dữ liệu lại, ba cái chân này và chúng ta có thể nối tầng. Ví dụ như trong trường hợp này cái ngõ có một ngõ vào nó dịch ra từ Q0 đến Q7, sau đó Q7 phải nó sẽ được nối tầng qua hàng hàng cái ngõ vào của tầng tiếp theo là DS của tầng tiếp theo, rồi Q7 phải của cái con thứ hai được nối vào ngõ vào của con thứ ba, rồi ngõ ra cuối cùng là Q7 phải của con thứ ba được nối vào ngõ vào của con thứ tư, và các đường xung lốc thì ta nói chung là hết với nhau. Ví dụ như là SCK của con thứ nhất nối chung SCK con thứ hai nối chung SCK con thứ ba. Đó, cái phần cứng là như vậy. Chúng ta thấy ha, đây SCK nè, nói chung với nhau. RCK là cái nơi chúng ta tác động xung lốc để nó chốt dữ liệu thì nó cũng nói chung lại có ba con nói chung lại với nhau. Như vậy chúng ta thấy là chỉ có chân là sơ là chân data serial á thì nó dịch dữ liệu nối tiếp vào con thứ nhất, nó chạy qua hết con thứ nhất thì nó sẽ chạy tiếp qua con thứ hai, hết con thứ hai nó sẽ chạy tiếp qua con thứ ba. Đó, chạy tiếp qua con thứ tư. Đó. Như vậy đối với cái phần cứng chúng ta dùng con 74595 để điều khiển lép ma trận thì chúng ta thấy rằng là cái chân điều khiển ngõ vào nó chỉ có ba chân thế này và chúng ta điều khiển bốn hiện giờ là hai con lép ma trận thì ta dùng hai con IC 74595, ta dùng ba con thì dùng ba con IC 74595 nối tầng với nhau. Trong trường hợp này tôi dùng bốn con thì tôi dùng bốn con IC 74595 nối tầng với nhau. Hiển nhiên chúng ta mở rộng lên 5 con, 6 con lép ma trận thì cái phần cứng cứ cứ kéo dài ra, cứ kéo dài ra. Hiển nhiên là khi càng kéo dài ra thì cái quá trình dịch thì cái thời gian này nọ thì chúng ta phải tính toán lại ha. Bởi vì cái số lượng lép chúng ta tăng lên thì số lượng cột cũng như hàng chúng ta nó sẽ thay đổi ha. Các bạn lưu ý là như vậy. Rồi. Nhưng đây là một cái phần cứng rất là hay bởi vì chúng ta kế thừa vô, chúng ta đã học về mở rộng
dùng IC74595 mở rộng điều khiển nhiều led đơn rồi điều khiển nhiều led bảy đoạn, thì giờ ta kế thừa qua đây ta làm cho led ba trận thì nó tương tự, chỉ có khác một cái chỗ là sao, khi nếu như một ngõ ra của con IC74595 này bạn điều khiển một con led đơn thì không có gì để nói, bởi vì một con led đơn thì dòng nó chỉ khoảng tối đa là 10 mA thôi, thì còn trong khi con 74595 này thì cái dòng nó dư sức. Tôi tra cái data sheet nó thì chúng ta thấy con 74595, đây là data sheet của con 74595, thì cái dòng nó ra liên tục ha, cái dòng nó ra liên tục đây, dòng nó ra liên tục là được tới 35 mA lận. Như vậy là một ngõ ra của nó là chúng ta có thể dễ dàng kết nối được song song ba con led đơn, song song mỗi một con 10 mA, ba con vẫn đủ, vẫn có thể điều khiển được. Tuy nhiên khi bạn qua đây bạn điều khiển một con led ma trận, trong trường hợp này vẫn như giống như các bài bữa trước, cái bài này là tôi vẫn dùng là cái phần cứng led ma trận là quét cột, có nghĩa rằng là khi tôi đợi dữ liệu tôi có 8 hàng và khi tôi lần lượt quét các cái cột, khi tôi cho một cái cột quét một cột, nghĩa là tôi cho kéo một cái cột nó xuống mức không và tôi cho các con led trên một cái hàng nó sáng, bằng cách là tôi muốn con nào sáng thì tôi cho cái hàng tương ứng sẽ là mức 1. Như vậy giả sử như tôi muốn nguyên cái cột này sáng thì các cái hàng từ R0, R1 tới R7 này là mức 1 hết. Lúc đó là 8 con cùng sáng, có nghĩa là dòng 8 con đổ qua một cột. Đổ qua duy nhất một cột, lúc đó là giả sử như cái ngõ ra của cái cột đó, cái giống như là cái ngõ hút dòng của cái cột đó mà tôi nói vào Q0, Q1, Q2 chẳng hạn, khi tôi nói vào mấy chân này thì lúc đó ngõ lúc đó thì lúc đó cái dòng nó đổ vô một cái chân Q0. Nếu mà tôi điều khiển này là điều khiển tôi kéo một cột xuống là mức không, thì lúc đó là nó kéo vô đây thì nó đổ hết dòng vô đây, thì lúc đó là 80 mA lận, thì lúc đó cái Q0 này cũng không có đủ dòng để mà nó chịu tải ha. Hoặc là chúng ta có thể là chúng ta làm ngược lại, nghĩa là khi tôi có thể đổi phần cứng đi, có nghĩa là tôi kéo một cái cột á, chọn một cột bằng cách là đưa đưa cột ở mức 1 và tôi cho một cái hàng nào đó sáng trên cột sáng là tôi được mức không, thì lúc đó cái Q0 này nó đẩy dữ liệu, đẩy dòng dòng nó đẩy ra, dòng suột nó ra cũng không đủ luôn. Do đó cái phần cứng của tôi vẫn là phần cứng bữa trước, nghĩa là khi tôi chọn một cột nào đó mà thì tôi sẽ kéo cái cột đó xuống mức không, bởi vì tôi đang chọn cái phần cứng. Bạn lưu ý con led ma trận của chúng ta xoay xoay một góc là cái phần cứng nó thay đổi nha, bạn xoay nó một góc là phần cứng nó thay đổi. Như vậy là phần cứng nó có thể thay đổi là trên một cột là các cái chân cathode được nói chung, hoặc trên một cột là các chân anode được nói chung, và chúng ta có thể tùy thuộc vào chúng ta suy nghĩ, chúng ta quyết định là chúng ta quét hàng, chúng ta quét cột, hay là quét cột thì cột nó là anode chung hay cathode chung, thì người ta thiết kế phần cứng cho nó phù hợp. Nhắc lại là trong đây tôi chọn cái cột, nghĩa là trên một cột là các chân cathode được nói chung, nghĩa là tôi chọn một cột nào đó, có nghĩa là tôi kéo cột nó xuống mức không. Rồi như vậy tương tự giống như bữa trước là như vậy, là nó không đủ thì tôi qua con IC điện đảo 2803. IC điện ngõ ra của IC điện đảo này thật ra nó là open collector nên là nó chịu dòng rất là tốt, dòng đỉnh của nó có thể chịu được là 500 mA, nên là khi tôi kéo một cột nào đó xuống mức không bằng cách là Q0 này lên mức 1 thì nó qua Q0 lên mức 1 thì nó sẽ kích con chăn xo tương ứng ở bên trong này là nó dẫn, thì lúc đó là dòng nó đổ qua cực C, dòng nó chịu đựng rất là lớn khoảng là 500 mA, dư sức để một cột này là 8 con ha, 8 con này có 80 mA thôi. Như vậy tôi vẫn dùng con 2803 này giống như cái phần cứng bữa trước, mấy bài bữa trước tôi đã làm ha. Hiển nhiên trong quá trình chúng ta mô phỏng thì bạn không cần dùng 2803 này vẫn được được hết á, mô phỏng nó không có báo quá dòng gì đâu á, bạn cũng làm được, nhưng thực tế là nó không chạy ha, thực tế nó chạy là nó nóng lắm, mấy con led này khi nó sáng lên cùng cùng sáng hết thì nó sẽ bị mờ, các con led nó sáng không có rõ, nó mờ đi ha, nên là có nhiều cái phần cứng người ta không dùng của 2803 ở đây thì cũng được thôi. Lúc đó các cường độ mấy con led này nó sáng mờ và tất nhiên là lạng quạng, có thể là những con này nó quá tải nó bị hư, đó là như vậy, chúng ta lưu ý ha. Đặc biệt nếu bạn mô phỏng bằng bỏ ra thì nó vẫn chạy. Ở đây thì tôi để vô cái phần cứng, phần cứng ở đây tôi đang chọn phần cứng là quét
cột, có nghĩa là khi tôi chọn một cột là tôi kéo cột xuống mức không, tôi xuất dữ liệu ra hàng. Do đó là cái hàng này nè, các chân hàng này nè, tại một thời điểm là nó chỉ cho một con led trên một cái cột này nó sáng thôi, cho một con led sáng thôi. Như vậy các cái hàng này mỗi mỗi một hàng nó chỉ cho một con led sáng, như vậy là nó không có bị quá 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 áp quá dòng gì cả, nên là ở đây tôi không cần điện gì ở đây. À, tại vì tôi đang chọn phương pháp là quét cột nên là dòng nó sẽ đổ qua cột, nên là tôi cần điện cái cột nha. Rồi như vậy chúng ta nhắc lại là cái phần giống như mấy bài bữa trước là cũng là có 2803 này, tuy nhiên ở lần trước này không dùng IC giải mã mà nó dùng IC là dịch chốt ngõ vào, nó sẽ dịch vào nối tiếp ha, dịch vào nối tiếp và nó có một tầng chốt ngõ ra như thế này. Rồi chúng ta có ba chân điều khiển ha, lưu ý ba chân điều khiển này tôi kết nối vô là chân RD0, là chân sơ SCK là vô RD1 và RCK vô RD2. Các con IC chốt dịch này nó có thêm cái chân nữa là chân output enable là cho phép ngõ ra. Tôi không cần điều khiển bởi vì lúc này lúc nào tôi cũng cho phép ngõ ra, nên là tôi nối thẳng nó xuống mức không luôn. Chân master reset thì tôi không có dùng nó trong trường hợp này, nên là bình thường tôi sẽ cho nó lên mức một ha, cho nó chạy động hoạt động bình thường. Rồi cái phần cứng của chúng ta là như vậy ha. Vậy cái phần cứng của chúng ta cũng khá đơn giản ha, rất là đơn giản. Tuy nhiên cái phần cứng này sẽ được đơn giản hơn nữa nếu như chúng ta biết nếu như chúng ta biết lựa chọn IC thay thế của IC 74595 này. Con IC 74595 này cái ngõ ra nó là tích cực mức mức cao, và dòng nó thì nó nhỏ nên là chúng ta qua thêm con IC điểm đảo nữa, để đẩy dòng lên như vậy. Như vậy cuối bạn thấy là ở đây là tích cực mức cao qua IC điểm đảo, như vậy ngay cái cột nó sẽ là chuyển thành tích cực mức thấp, nên là cái cột nó sẽ là kéo xuống, sẽ chọn một cột là nó sẽ là mức không. Như vậy là ngõ vào mình chọn một cột là mình dịch ra là mức một, nhưng mà qua đảo lại thì nó sẽ là mức không, nên là thấy là như vậy ha. Và nó sẽ tăng dòng lên. Nếu như bạn tìm hiểu và thấy sẽ có một IC chức năng y chang con 74595 này, nhưng ngõ ra của nó là giống như là bên trong nó có thêm cái tầng điện, ngõ ra nó là dạng open drain, là các con MOSFET mà cực mán để hở, và lúc đó ngõ ra nó chịu được dòng rất là lớn, đó là con IC là 6B595. Chúng ta tra cái data sheet nó, chúng ta thấy được có con IC là 6B595. Như vậy ngõ vào nó cũng dịch ngõ vào, nó cũng có ba cái tầng là tầng thanh ghi dịch, rồi tầng chốt, rồi ha, rồi tầng điểm ngõ ra ha, y chang con 74595, y chang 74595. Tuy nhiên con 6B595 này nó hay ở một chỗ là do cái ngõ ra nó là dùng các cái con MOSFET đó mà nó là cực mán để hở, nên là nó chịu dòng được là rất là lớn, và dòng của nó nè, chúng ta thấy rằng nè, điện áp đây là dòng, đây dòng liên tục ha, dòng liên tục ở ngõ ra là 150 mA. Như vậy là nếu mà chúng ta có là một cột con led ma trận này là 5 con 18 con cùng sáng thì chỉ có khoảng 80 mA, như vậy ta có thể chất theo chiều cao là một hai cả hai 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 con led ma trận, có nghĩa là 16 con led đơn đổ xuống cùng một lúc, nghĩa là thì nó vẫn chịu đựng được. Và đặc biệt đây là cái dòng nó chạy liên tục, nhưng mà led ma trận chúng ta là chúng ta dùng phương pháp quét, có nghĩa là chọn cột này ta đẩy dữ liệu ra người ta chuyển qua cột tiếp theo, nên là cái dòng của chúng ta là dòng nó không có liên tục, cái dòng nó không liên tục. Nên đối với cái dòng mà không liên tục thì chúng ta thấy nè, cái data sheet nó cho nè, cái dòng không liên tục thì nó có thể lên được tới đỉnh là 500 mA luôn. Như vậy là chúng ta dùng ở con 6B595 này để mà quét led ma trận thì rất là hay, và cái dòng nó đẩy lên được tới 500 mA. Như vậy là chúng ta thiết kế chúng ta không sợ nó quá tải, và dòng nó các led ma trận các led nó ta rất là sáng ha. Như vậy nếu bạn dùng con 6B595 này, nếu bạn dùng con 6B595 này thì con 6B595 này gắn vô nó sẽ thay thế cho con 74595 này và con 2803. Một con 6B595 sẽ thay thế một con 74595 với lại con 2803 ở đây. Như vậy nguyên cái đám ở đây là con chúng ta chỉ cần thay thế hành là 6 con 6B595, 4 con 6B595 là xong. Như vậy cái phần cứng chúng ta trở nên đơn giản hơn và nó chịu được dòng và đáp ứng được yêu cầu thực tế luôn. Như vậy chúng ta thay thế con 74595 và con 2803 này ở đây thành con 6B595. Thì
thì nó sẽ rất là hiệu quả ha, phần cứng ta gọn hơn. Rồi chúng ta trở lại cái phần cứng này. Về cái phần cứng thì chúng ta có thể tùy biến ha, có thể tùy biến rất nhiều cái kiểu phần cứng thiết kế khác nhau. Ở đây là tôi có rất tôi mỗi một cái bài tôi mong muốn rằng ta có một cái phần cứng để chúng ta có một cái nhìn nó toàn diện ha, tùy theo yêu cầu, tùy theo cái điều kiện chúng ta, tùy theo cái ứng dụng mà chúng ta có thể chọn lựa một cái phần cứng nào đó chúng ta cảm thấy có thể chúng ta cảm thấy dễ chịu với nó, chúng ta cảm thấy dễ lập trình với nó, chúng ta cảm thấy nó phù hợp nhân dân thì các bạn chọn ha, chúng ta chọn. Và hơn nữa là thông qua các bài này chúng ta vận dụng thì ta có một cái tư duy thiết kế nó tốt hơn ha, cái tư duy thiết kế của các bạn sẽ tốt hơn ha. Rồi với cái phần cứng như thế này, cái bài này thì tôi viết một cái chương trình là tôi vẫn là quét cột, nên là chọn một cột để dữ liệu ở hàng. Ở đây tôi tổng cộng là có 32 cột ha, và trong tôi sẽ viết một cái chương trình rất là đơn giản, là tôi hiển thị chữ là SBKT là sư phạm kỹ thuật ha, hiển thị lên trên bốn con led 7 đoạn này, nó hiển thị lên khoảng hơn 1 giây, là sau đó nó tắt đi khoảng hơn 1 giây rồi nó hiển thị, có nghĩa là nó nhấp nháy chữ SBKT. Thật ra nó hiển thị luôn chữ SBKT thì nó dễ dàng hơn là nó nhấp nháy. Tuy nhiên tôi muốn nó nhấp nháy để chúng ta thấy được rằng là cái quá trình ta quét để làm sao mắt người chúng ta thấy được cái dữ liệu ha, nên ta thấy ta nhấp nháy thì nó người ta hiểu được cái vấn đề hơn là nó hiển thị luôn ha. Rồi ở đây tôi chạy thử chương trình rồi sau đó tôi sẽ giải thích code cho chúng ta. Đó, đây chương trình ta có hiển thị chữ SBKT, sau đó nó tắt đi, rồi sau đó nó hiển thị lại ha. Thật ra là bởi vì tôi vừa chạy cái trình duyệt web, vừa chạy quay màn hình, vừa chạy rotate, vừa chạy PC nên nó hơi bằng cái chữ nó hơi chòi sụt như vậy ha. Tôi tắt bớt đi thì thực chất là nó không có chòi sụt như vậy đâu, bởi vì RAM khi ta RAM tôi yếu có 8 GB thôi nên nó chạy nhiều chương trình quá nên nó vậy. Chứ nếu mà tôi chạy mỗi một mình rotate xong thì nó hiển thị chữ SBKT rất là đẹp, sau nó tắt hết và nó hiển thị lại nó như thế này, nó cũng không có chòi sụt vậy đó, hiện rất là đầy đủ, rất là đẹp ha. Chúng ta thấy nó thông báo nè, ở đây nó là C cái simulation là cái trình mô phỏng của chúng ta không chạy đúng thời gian thật, bởi vì do cái phụ thuộc vào cái CPU ha, CPU cũng như RAM của chúng ta. Ừ. Rồi đó, nó chạy vậy, nó hiển thị chữ SBKT rồi nó tắt đi rồi nó hiển thị lại ha, cái chương trình là như vậy ha, nôm na chương trình của chúng ta là như vậy. Bây giờ tôi sẽ giải thích cái code ha. Cái code chúng ta rất là đơn giản, chúng ta đã học cái bài, chúng ta đã làm có những cái video về là điều khiển 16 led đơn, điều khiển về 4 led 7 đoạn vân vân, mở rộng ra dùng IC 74595. Chúng ta quay chúng ta dùng lại một số cái hư viện của nó ha, nên là các hư viện của nó dùng lại thì tôi cũng không có giải thích nhiều, tôi nhắc lại tôi không giải thích nhiều, các bạn coi lại những cái video trước đó về con 74595 này. Đây cái code của nó tôi viết rất là đơn giản ha, cái code tôi viết rất là đơn giản trong này cái đoạn này là sử dụng cái file header, cái đoạn này là khai báo là tôi sử dụng cái hạch anh bên ngoài tốc độ cao ha, cụ thể là 20 m, và tôi có sử dụng cái chương trình delay nên tôi view delay. Tôi định nghĩa các chương này, chương sơ này, chương SCK, RCK ha, định nghĩa các chương. Ở đây tôi khai báo một cái mảng, tôi khai báo một cái mảng, cái mảng cái đó là mã của led ma trận, là mảng là chữ SBKT, mỗi một cái chữ là gồm có 8 byte ha, tôi mảng này gồm 32 bài. Các bạn lưu ý thế này, cái mảng này chúng ta giả sử là chúng ta có sẵn đi ha, thì thật ra chúng ta sẽ dùng cái phần mềm để chúng ta tạo mã, hoặc là các bạn tự tạo mã lấy, các bạn tự tạo mã lấy ha. Các bạn lưu ý các bạn copy y chang cái này, lát nữa tôi sẽ nói các bạn ha. Cái mã này bởi vì cái tôi làm biến tạo mã, tôi dùng các phần mềm nó tạo mã sẵn, một cái phần mềm hồi trước tôi có viết một cái phần mềm tạo mã này nhưng mà giờ nó mất tiêu ở lạc đâu không biết, nên tôi sử dụng cái phần mềm của người ta, cái mã nó hơi bị ngược nên là lát nữa là tôi lại phải soi gương cái phần cứng đó ha. Nên là nôm na là giả sử như chúng ta có một cái phần mềm ta tạo mã đó là chữ SBKT và có tổng cộng là 32 byte, tôi chứa vô cái mảng SBKT, và cái mảng này tôi lưu trong bộ nhớ chương trình nên tôi gọi là constant. Nếu bạn bỏ chữ constant này đi thì nó sẽ lưu trong RAM cũng được thôi, nếu trong bài này thì RAM chúng ta 368 byte chúng ta không dùng gì nhiều thì chúng ta có thể lưu trong RAM. Tuy nhiên những cái bài chương trình chúng ta lớn hơn mà bạn lưu trong RAM thì RAM chúng ta không còn để ta chạy các cái đoạn code khác, không có chạy nơi để chứa biến nữa ha.
Ở đây chúng ta có 32, tôi khai báo một cái mảng gọi là dữ liệu cột ha. Cái mảng này là cái kiểu dữ liệu là 32, dùng để tôi quét 32 cột ha. Dữ liệu này tôi dùng để quét 32 cột. Rồi tôi có một cái biến gọi là biến biến cột, hoặc biến thì một cái biến chạy là biến k. Tôi sẽ nói ở dưới này ha. Rất là đơn giản ha. Chương chương trình chính của chúng ta Vollman là set sheet là cấu hình bọt C, bọt D là bọt xuất dữ liệu. Rồi trong cái dòng lọc while chu này chúng ta sẽ nói đầu tiên là nó hiển thị được cái chữ SPKT. Hiển thị cái chữ SPKT, cái chữ này nằm trong mảng SPKT 32 phần tử. 32 phần tử. Rồi chúng ta coi dòng lọc for này. Đầu tiên chúng ta có 32 cột thì tôi for cột bằng 0 tới 32. 0 tới 32 cột mỗi lần tăng lên một đơn vị. Tôi quét cột bằng cái phần cứng ở đây của chúng ta là đây. Tôi quét một cột nào đó có nghĩa là tôi kéo cột đó xuống mức 0, và muốn kéo cột này xuống mức 0 cái cột còn lại là mức 1 hết ha. Kéo cột là xuống mức 0 thì cái đằng trước này sẽ là, muốn hiện nghĩa là lúc này kích căng so bên này nó dẫn nè, thì đằng trước này nó sẽ là mức 1. Mức 1. Như vậy là cái dữ liệu tôi điều khiển tôi dịch vô hàng Q0 là 1, từ Q1 tới Q32 là 0. Nó là như vậy. Qua đây nó sẽ đảo lại. Rồi, như vậy ở đây cái dữ liệu của tôi nè, dữ liệu quét cột của tôi sẽ là ban đầu á, là tất cả là không hết. 32 bit 0 0 0 được chưa? 0 0 1. Tại thật ra những số 0 lần trước là số 0 vô nghĩa, tôi ghi ra cũng như không ghi thôi, nhưng mà tôi cho anh bạn biết là đây là một byte nè, đây là hai byte nè. Một byte là đều quét một con lép thứ nhất nè, quét con lép thứ hai nè, quét con lép thứ ba nè, đây là một cột. Như vậy là trong 32 cột này chỉ có một cái cột có một mức một thôi, có một mức một thôi. Có một mức một thôi. Ban đầu dữ liệu tôi là mức một ở đây. Nếu ha tôi dữ liệu quét cột bằng số 1 ở đây ha, tôi dịch vô một, dịch vô cái giá trị là cột. Nếu cột bằng không, dịch vô không có nghĩa là không có dịch, nghĩa là y chang vậy, nghĩa là tôi chọn một cột, chọn cột. Giả sử nếu như lát nữa cột tăng lên một thì tôi dịch vô một có nghĩa là dịch vô một có nghĩa là dịch vô số 0, nghĩa là số 1 đẩy qua vị trí tiếp theo, có nghĩa là cột nó được chọn qua cột tiếp theo. Nếu mà cột bằng 2 thì lúc nó dịch vô 2 số 0, dịch vô 2 số 0 như đây, 0 0 ở đằng trước này là 1, ở đây là 0 0 0. Nghĩa là nó chọn qua cột tiếp theo mỗi lần, nghĩa là mỗi lần cái giá dòng lọc for này nè, cột nó tăng lên từ 0 tới 32 thì số 1 này sẽ được dịch vô, tương ứng vị tiếp, dịch vô số 0 nghĩa là số 1 đẩy qua vị trí tiếp theo, nghĩa là tôi chọn qua cột tiếp theo. Trình tự nếu mà dòng lọc for này chạy từ 0 tới 32 thì cái cột tôi sẽ chạy từ cột cột 1 tới cột 32 tương tự như vậy ha. Nên là nếu đặt đặt từ cột 0 thì nó chạy từ cột 0 31. Rồi cái dữ liệu cột này tôi sẽ xuất ra, tôi gọi cái chương trình con gọi là chương trình con quét cột. Nhiệm vụ của chương trình con quét cột này là nó sẽ làm sao nó chúng ta thấy rằng nè, chúng ta đây là dữ liệu cột, là dữ liệu cột nó chúng ta có 32 bit lận, nhưng mà chúng ta đâu có cái hàm nào xuất ra một lúc 32 bit lên 32 cột nó ra, mà chúng ta phải dịch 32 bit này vô bốn con 7 4 5 9 5 này, ta phải dịch lần lượt từng bit từng bit từng bit, tổng cộng 32 bit được dịch vô bốn con 7 4 5 9 5 này. Như vậy tôi gọi một cái hàm, hàm đó gọi là hàm quét cột. Cái hàm quét cột và cái dữ liệu hàm số của tôi truyền vào là cái dữ liệu quét cột. Cái dữ liệu này tôi sẽ, nghĩa là tôi lấy cái dữ liệu này là tôi dịch ra 30 nguyên cái này là 32 bit, tôi sẽ dịch ra vô bốn con 7 4 5 9 5. Đây là cái hàm quét cột này sẽ lấy cái dữ liệu quét cột nó dịch vô bốn con 7 4 5 9 5. Nó dịch vô để nó quét cột. Các bạn cứ tưởng tượng là nó dịch vô thôi. Sau khi dịch vô được là chúng ta sẽ chọn được, các bạn, tôi sẽ chọn được một cột. Tôi chọn một cột. Cái này chỗ này là chọn được một cột. Chọn một cột xong rồi tôi xuất dữ liệu ra hàng. Xuất dữ liệu ra hàng thì tương ứng với cột bao nhiêu thì tôi lấy cái mảng SPKT, giống như cột 0 người ta lấy mảng SPKT phần thử 0. Tại cái phần mảng này tôi đã có nè. SPKT 0 1 2 tương ứng này là tôi chọn cột 0. Tôi xuất dữ liệu ra, chọn cột 1 xuất dữ liệu ra. Lưu ý là cái mảng này tôi tạo theo cái kiểu là tôi quét cột nha. Tôi theo kiểu quét cột. Nếu bạn quét hàng thì cái mảng này nó sẽ theo cái mã nó sẽ khác. Bạn lưu ý là như vậy. Rồi. Đây là tôi xuất dữ liệu ra, tôi chọn một cột, tôi xuất dữ liệu ra hàng và tôi delay một khoảng thời gian, và đây là tôi chống lem. Sau khi tôi chạy chạy đủ 32 cột, sau khi tôi chạy đủ 32 cột
À, tôi chạy đủ 32 cột rồi thì lúc đó là tôi đủ một chu kỳ quét thôi, mới có một chu kỳ quét. Bây giờ đủ một chu kỳ quét thì mắt tôi mới chưa thấy được chữ SBKT đâu, bởi vì nó mới chọn một cột đẩy dữ liệu anh rất là nhanh, rất là nhanh. Mỗi một cột nó chỉ hiển thị có 1 mili giây à, nó nhanh lắm, nó làm vèo 32 cột chúng ta không thấy được. Do đó nguyên cái quá trình này là phải được lặp đi lặp lại. À, giống như bữa trước tôi nói là ít nhất là mắt người chúng ta thấy được thì phải lặp đi lặp lại là 25 lần. À, khoảng 25 lần trên 1 giây thì chúng ta đủ để nhìn thấy nó rõ ràng. À, đủ để nhìn thấy nó rõ ràng. Còn nếu mà nhanh hơn thì chúng ta nhìn thấy nó chạy nhanh quá, có thể là ta không không nhìn thấy nó kỹ càng được ha. Thì ở đây ở chỗ này ví dụ tôi chọn là 30 lần, tôi lặp lại. Như vậy nếu như bạn cho con số này lớn lên hơn thì cái quá trình cái số đó nguyên cái chữ SBKT được giữ lại cái khoảng thời gian nó lâu hơn, ý là như vậy ha. Như vậy muốn chữ SBKT nó giữ lại lâu hay là mau là phụ thuộc vào cái dòng lặp K ở bên ngoài này ha. Trong trường hợp này tôi lặp lại 30 lần thì nó giữ lại hơn khoảng hơn 1 giây. À, lúc này là nó hiển thị được chữ SBKT. Sau đó xuống dưới đây là tất nhiên là hết cái dòng lặp này là chúng ta xuất bọt C là không, là không rồi, nghĩa là lúc đó nguyên cái 32 con led chúng ta là tắt rồi. Nên khi nó tắt rồi mà ta delay 1 giây thì lúc đó cái trạng thái tắt đó được giữ lại khoảng 1 giây. Như vậy quá trình này nè hiển thị cái chữ SBKT hơn 1 giây, sau đó là tắt hơn 1 giây và lặp đi lặp lại. À, lặp đi lặp lại như vậy cái việc quyết chương trình này nó khá là đơn giản, rất là đơn giản, bởi vì cái mảng SBKT nó dễ hơn là cái chuyện là chúng ta đo nhiệt độ, ta hiển đo nhiệt độ hiển thị lên giống như bài bữa trước nó dễ hơn. À, tuy nhiên lát nữa nếu mà cái bài này các bạn vận dụng cho chữ SBKT nó chạy tới chạy lui, nó rớt từ trên xuống dưới vân vân, thì cái quá trình chúng ta xử lý nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều ha, rất là nhiều. À, và lúc đó chúng ta phải tạo các cái mảng khác nữa trong RAM để chúng ta xử lý dữ liệu từ cái mảng SBKT này, chứ không thể nào lấy cái dữ liệu SBKT thô này chúng ta xuất ra được mà làm được nha. À, trở lại đây chúng ta có một cái chương trình con là chương trình quét cột. Cái chương trình quét cột này để nó lại đẩy dữ liệu nè, đẩy dữ liệu 32 cột này ra 4 con 7 4 5 9 5 ở trên này. Chương trình quét cột này làm cái gì? Chương trình quét cột này giả sử tôi có dữ liệu 32, dữ liệu quét cột là 32 bit. À, cái dữ liệu quét cột này tôi sẽ lần lượt tôi đẩy ra. À, tôi đẩy ra bằng cách là tôi gọi hàm xuất một byte. À, 32 bit thì 32 bit thì tôi chia thành là 8 byte lận. Cái byte đầu tiên là cái byte thấp nè. Đây, byte thấp nè là dữ liệu cột không, là byte thấp. Byte thứ hai là byte 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 cao tiếp theo. Cái này là byte cao tiếp theo và cái này là byte cao nhất. À, như vậy tôi sẽ xuất ba tôi gọi cái hàm xuất một byte để hàm xuất một byte này có nhiệm vụ mỗi lần tôi gọi hàm xuất một byte nó lấy dữ liệu một byte nó dịch ra từng bit từng bit từng bit từng bit. Như vậy đầu tiên tôi gọi hàm xuất một byte và xuất cái byte cao nhất của cái dữ liệu cột này. Cái dữ liệu cột này của chúng ta có 32 bit, như vậy mỗi lần tôi gọi hàm xuất một byte thôi, và đầu tiên nó xuất dữ liệu byte cao nhất. À, sau đó xuất dữ liệu byte bài thấp hơn bài cao nhất này. À, sau đó xuất dữ liệu của bài thấp hơn một tí nữa, rồi sau đó xuất dữ liệu bài thấp nhất. À, sau khi tôi dịch được 32 bit vào rồi, à, sau khi tôi dịch được 32 bit rồi thì tôi mới tạo một cái xung SCK, nghĩa là tôi đưa SCK xuống mức thấp rồi tôi đưa SCK lên mức cao, là tôi tạo một cái xung À, một cái xung lóc à, cho trường SCK để nó chốt cái dữ liệu ha, nó chốt dữ liệu. À, nhắc lại cái phần này chi tiết chúng ta coi cái chương tôi giải thích về con 74595 ha. À, tôi sẽ nói chi tiết hơn. À, chúng đây tôi không giải thích nữa thì nó dài dòng cái video của chúng ta. À, như vậy ở đây chúng ta trong cái hàm quét cột này chúng ta lại sử dụng cái hàm xuất một byte. Cái hàm xuất một byte trong những cái bài trước đó, trong cái video trước đó tôi cũng giải thích rất là kỹ. Ở đây thì tôi nói nè, xuất một byte đơn giản là chúng ta có lấy một cái byte đó ha, chúng ta sẽ đẩy từng bit ra. Ở đây trường hợp này nè, cái byte đó tôi gọi là cái byte của tôi gọi là byte xuất nè ha. Tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ định nghĩa cái bit sơ là cái bit này tôi sẽ đẩy ra cái chương sơ đó, là cái chương dữ liệu nối tiếp á. Tôi đầu tiên tôi đẩy cái bit thứ bảy ra, cái bit cao nhất ra ha. Tôi for 8 y bằng 0 với 8, bởi vì chúng ta có 8 bit. Ngày đầu tiên tôi đẩy cái bit thứ bảy ra vô cái chương sơ này, đẩy cái bit thứ bảy output bit, đẩy cái bit sơ này là cái bit thứ bảy nè, vô cái chương sơ này, và tôi tác động tôi tạo một cái xung lóc SCK.
là đưa lên mức thấp, đưa lên mức cao, tạo xung lốc để nó dịch dữ liệu của cái bit thứ bảy này nè, là bit BC này ra cái vô cái con 74 nè, vô cái chừng vô con 74595 đầu tiên. À, dịch cái vô con, rồi sau đó dịch được một bit vô, dịch được một bit vô. Sau đó là cái byte số này bằng byte xích số dịch về bên trái một, có nghĩa là cái bit thứ bảy này, cái bit thứ bảy này nó được đẩy, bit thứ sáu được đẩy lên bit thứ bảy, có nghĩa là thứ bảy này sẽ được thay thế thành bit thứ sáu, và lần tiếp theo cũng lại lặp lại cái dòng lặp for này, thì lúc đó nó đẩy cái bit thứ sáu ra, sau đó đẩy bit thứ năm ra, sau đó đẩy bit thứ bốn ra, sau đó đẩy bit thứ ba ra, thứ hai, thứ một, thứ không. Như vậy là thêm cái dòng lặp, nguyên cái dòng lặp for này nó sẽ đẩy nguyên một byte, nó đẩy được một byte ra. À, đẩy một byte ra. Như vậy chúng ta có một byte lần lượt ta xuất từng bit ra, chạy xuất đủ 8 bit ra, và mỗi lần tôi quét cọt có nghĩa là tôi có 32 bit, như vậy tôi sẽ đẩy ra tới 4 byte lần. Đó là như vậy. Như vậy cái như vậy tôi đã giải hết hết cái phần code của chúng ta, cái phần code của chúng ta cho cái bài hiển thị chữ SPKT và nhấp nháy chớp tắt ha, chớp tắt. Nó cũng rất là đơn giản, chúng ta coi lại kết quả. Bạn thấy không? Đó, đây là cái quét cột nè, bạn để ý mấy con 74595 nè. Bạn thấy cái màu đỏ nó chạy từ trên dưới nè, nó chạy từ trên dưới, đây ngõ ra nó ngược lại, nó sẽ đảo lại là mức không chạy từ trên dưới. Ở đây mức một, đây sẽ là mức không, đây mức một, đây mức không, nó là đang thực hiện quá trình là quét cột. Nhắc lại là tôi đang dùng cái phần cứng chúng ta là quét cột, nghĩa là tôi chọn một cột là kéo cột đã xuống mức không, tôi đẩy dữ liệu ra hàng. Buổi sau tôi sẽ làm một cái video khác là quét hàng, có nghĩa rằng là tôi chọn một cái hàng, chọn một cái tôi chọn này là quét cột, là chọn một cột ha, tôi đẩy dữ liệu ra hàng. Buổi sau tôi chọn nguyên một hàng, nghĩa là tôi kết nối theo tất cả những con này là theo một hàng với nhau, và tôi chọn một hàng ha, và tôi đẩy đẩy dữ liệu vào cột. Đó, nó sẽ ngược lại ha, nó sẽ ngược lại. Đây là tôi đang chọn một cột, chọn từng cột đẩy dữ liệu ra hàng. Bởi sao tôi sẽ kết nối phần cứng cũng lúc này là dữ liệu tôi sẽ đẩy ra, dữ liệu tôi đẩy ra nguyên hàng, tôi đẩy nguyên hàng tôi quét hàng. Tôi sẽ theo kiểu là quét hàng. Lúc đó tôi hiện là quét cột thì tôi quét là 32 cột, và khi tôi quét hàng thì tôi chỉ quét có 8 hàng thôi ha. Quét cột thì cái việc tạo cái dữ liệu nó đơn giản, còn quét hàng thì lúc đó thì cái việc là cái thời gian chúng ta quét á nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên là cái việc tạo dữ liệu nó sẽ phức tạp hơn. Rồi, hôm nay cái bài này tôi hiển thị chữ SPKT dùng cái phần cứng là con 74595. Chúng ta có gì thắc mắc thì chúng ta comment ở phía bên dưới video, thì tôi sẽ làm những video tiếp theo cho các bạn, để bạn hiểu rõ hơn vấn đề.